Hôm nay là ngày 22 tháng 5 năm Vichu. 2023 thì thay mặt cho chính quyền địa phương đến đây đã giao số tiền là 500.000 đồng do chị Quân hỗ trợ cho bà Tuân Liên. Thì một lần nữa cũng cảm ơn Hội Hậu Đức, chùa Đồng Phú và chị Quân đã quan tâm hỗ trợ hàng tháng cho bà và chúc cho gia đình chị luôn luôn gặp nhiều may mắn và thành đạt trong cuộc sống. Xin cảm ơn chị rất nhiều. Đây 500.000 đồng này giao cho bà. Hôm nay là ngày 22 tháng 5 năm 2023 thì thay mặt cho chính quyền địa phương đến đây đã giao số tiền là 500.000 đồng do chị Quân hỗ trợ cho anh Lơ. Thì một lần nữa cũng cảm ơn Hội Hậu Đức, chùa Đồng Phú và chị Quân đã quan tâm hỗ trợ hàng tháng cho anh. Chúc cho gia đình chị luôn luôn gặp nhiều may mắn và thành đạt trong cuộc sống. Xin cảm ơn chị rất nhiều ạ. Đây 500 ngàn này giao cho anh. Cảm ơn chị Quân, cảm ơn Hội Hòa Đức, chùa Đồng Phú đã hỗ trợ cho tôi 500 ngàn đồng thì hàng tháng. Tôi xin cảm ơn.